Thưa quý vị, sau gần 9 năm tái định cư tại khu tái định cư Hòa Liên 4, 11 hộ dân thuộc tổ 8 Quang Nam 3 xã Hòa Liên vẫn chưa ổn định bởi cơ sở hạ tầng nơi đây chưa hoàn chỉnh, đất nền sụt lún đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Sau hơn 9 năm về khu tái định cư Hòa Liên 4, gia đình anh Phạm Văn Trung, tổ 8 Quang Nam 3 xã Hòa Liên cùng 11 hộ dân ở đây vẫn chưa ổn định được cuộc sống. Ngôi nhà 3 tầng xây dựng kiên cố của gia đình anh ngày càng nghiêng về một bên, sàn bê tông trong nhà ngày càng nứt nẻ do nền đất ngày càng sụt lún. Qua một mẫu mùa mưa là nó sẽ sụt, mà tới thời điểm bây giờ là như nhà em kìa, đó. Dưới mà 30 phân mà hồi trước là em căn cốt đều rồi á, mà giờ tới bây giờ là ở trên nó ngã thêm nó còn có 18 phân. Đó, là vì cái độ nghiêng của nó trên 10 phân. Bà con ở đây cho biết, sau mỗi mùa mưa, nền đất nơi này ngày càng sụt lún nghiêm trọng, cốt nền khu dân cư thấp hơn mặt đường từ 0,8 đến 1 mét. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nước tràn vào nhà. Điều đáng nói là khu dân cư không có đường ống thoát nước phía sau nhà, và mặc dù bà con đã sinh sống ổn định hơn 9 năm, nhưng đường giao thông vẫn chưa được thảm nhựa. Tôi đã ở gần 9 năm rồi, gần 10 năm. Nhưng mà cơ sở hạ tầng là chưa, đường xá là vẫn chưa làm. Và cái đường á là... khi mà đường để bọn chúng tôi đi làm mà chờ xô với cốt này là thấp hơn 5-70 phân, cho nên là mỗi lần mưa là ngập lụt đi không được. Cái thứ hai nữa về cái khu đất này là không có cống thoát sau, không có cống thoát nước phía sau mà chỉ có cống phía trước, cho nên là nhân dân là mỗi lần mưa lụt là nước sinh hoạt không có được, là nước chảy ngược lại vô nhà. Nhiều lần, 11 hộ dân ở khu vực này kiến nghị xã và huyện, thành phố đã giao cho Sở Xây dựng đến tận nơi khảo sát và đề xuất phương án xử lý. Qua bàn bạc, bà con đồng ý phương án thành phố hỗ trợ để nâng nền, nhưng gần 3 năm trôi qua, việc đền bù hỗ trợ cho bà con vẫn chưa được thực hiện. Kiến nghị với thành phố quan tâm sớm giải quyết cái bức xúc của bà con dân của 11 hộ này để làm thế nào đó mà ổn định đời sống của bà con dân. Chứ còn khi mà mưa hạt bổ là ở khu vực này nó không thoát nước được thì bà con dân đi lại rất là khó, và kể cả cái hệ thống cái cống thoát nước thấp, cho nên là nước mà khi nó lớn thì nó tròn ngược vô lại phía sau á, thì cái này là đời sống bà con dân cũng nhiều lần cũng bức xúc kiến nghị. Mong muốn chung của 11 hộ dân ở đây là thành phố sớm xem xét xử lý những bất cập mà người dân đang phải đối mặt, bởi an cư mới lạc nghiệp.